Dạ, anh Hải à? Anh là ai đây? Em là Vinh, bạn của Trang ạ. À, Vinh. Anh ơi, 8 giờ tối nay anh em mình có cái hẹn ạ. Em vẫn đang ở chỗ hẹn chờ anh đây. Tôi sẽ không đến đâu. Nếu hôm nay anh bận thì em xin phép để hôm khác em bố trí lại anh em mình gặp nhau được không ạ? Anh ơi, hình như là anh có sinh hoạt trong đội góp của VFC đúng không ạ? Thỉnh thoảng em cũng có giao lưu với anh Mạnh và chị Phượng ở bên đấy ạ. Hôm nào anh em mình làm một fly anh nhá. Chỗ người lớn với nhau, tôi nói thẳng với cậu luôn nhé. Vì em gái tôi nó năn nỉ tôi suốt nên tôi mới đồng ý gặp cậu. Thế nhưng tôi phát hiện ra em gái tôi nó đã đặt niềm tin nhầm người. Cho nên sẽ không có cuộc gặp gỡ hay hợp tác nào giữa tôi và cậu cả. Anh sai rồi. Cậu đón anh đi. Anh gọi lái xe đi. Em bận rồi. Em dành thời gian đi ăn với bọn lâu nhiều đấy. Mà em lại từ chối anh à? Họ là bạn em. Nếu như anh tôn trọng em thì anh phải giữ thái độ tôn trọng họ. Anh nhắc cho em nhớ này. Chúng nó là bọn trẻ danh, nhà quê lên thành phố lập nghiệp. Không cùng tầng với em. Còn anh biết, em tỏ ra thân thiết, vui vẻ với chúng nó. Chẳng qua chỉ là chọc tức anh thôi. Đúng không? Thì sao? Em cũng một vừa hay phải thôi. Bỏ cái kiểu trẻ con giận dỗi đi. Em làm gì có tư cách gì để mà giận anh? Mà anh bảo thôi cái gì cơ? Em chả hiểu. Nói ra xem nào. Không nói được đúng không? Mày thôi em tắt máy đây. Anh say rồi. Em đến đón anh đi. Xin lỗi sếp. Hết giờ làm việc rồi. Sếp tìm cô gái khác lấp vào chỗ trống đi. Yên. Yên. Yến. Không Yến thì chợ vẫn vui mà. Này, thằng anh mày đưa của mày từ đâu ăn mà lâu thế? Việc nhà anh à? Lằng nhằng. Được 3 trai đẹp hộ tống đi cà phê, 2 trai đẹp đưa về tận cửa nhà. Thế mà vẫn dở cái thói đánh đá ra à? Em đâu có cần. Đây là hai người cưỡng chế em về. Chứ đón được cái gì? Em còn muốn đi ăn chân gà nữa cơ. Ồ, mày vận động viên mày không sợ béo à? Thế để em. Hai người về đi. À, đuổi bọn anh về nghe điện thoại đúng không? Ai đấy? Trai à? Ở ba vẫn người quen thôi. Ừ. Anh Vinh à? Vinh. Quả chưa đúng rồi. Tao ngửi mùi thôi, đã thấy cái mùi mà không bình thường ở trong mối quan hệ rồi. Anh sai à? Vậy anh gửi địa chỉ cho em. Em đến đó. Vâng. Ơ thế lại đi đấy à? Em đi có tí việc. Muộn rồi. Chị đi đâu? Em chở chị đi. Không cần, chị bắt taxi. Chị Đông. Ơ thôi hai đứa ơi. Anh Vinh muốn gặp chị thì đến đây mà gặp. Nửa đêm sao lại để chị bắt xe ra? Nhưng có chuyện gì thì sao? Anh ấy có chịu trách nhiệm được không? Chị tự biết cách bảo vệ bản thân, em không cần phải lo. Thế anh ấy cứ say, gọi cho chị là chị phải đến à? Chị quên anh ta đã bao lâu rồi? Chị biết gì về con người anh ta? Chị không biết sợ là gì à? Đây, ở nhà bao nhiêu người đang lo chị đấy. Đúng rồi đấy, nó... Hai đứa nói chuyện đi. Tự nhiên. Chị mới quen, nhưng chị tin. Anh Vinh không quyết định làm hại gì chị cả. Chính em cũng từng khen anh hết lời còn gì. Sao bây giờ cứ làm quá hết đấy? Chị ngây thơ thật đấy. Chị đi đâu? Em không cho chị đi.
Này, hai đứa ơi. Không cho can thì thôi. Ờ, này. Ôi, ông gái. Dù gì, chị cũng là con gái. Đi khuya thế này em không yên tâm. Để em chở chị đi nhá. Được không? Chị đi một tí rồi về. Chị đâu? Em chào anh ạ. Lúc nãy gọi, anh bảo là anh say. Nhưng mà hình như anh vẫn tỉnh. Anh sắp say. Có được không? Dạ, tùy anh ạ. Anh sao đấy ạ? Anh không sao. Chỉ là hơi buồn một chút thôi. Uống với anh một ly nhé. Dạ vâng ạ. Em ngồi đi. Tôi ạ. Anh uống đi. Uống say hẳn. Rồi em đưa anh về nhà. Nhà anh hay nhà em? Chăm sự nhà em. Cuối cùng thì cũng có người thương anh. Không nỡ để anh một mình. Người lạ ơi, cho anh mượn bờ vai nhé. Vâng. Thank you.
Rượu ngon không? Ngon ạ. Vâng.